Xin chào tất cả các anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Dạ, hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một video mới ha. Thì mấy hôm nay mình thấy có rất nhiều anh em bình luận và bàn luận về cái vấn đề mà bị bắn phá sóng khi mà bay ở những cái khu vực công cộng, những cái khu có tổ chức lễ hội hay là những cái nơi mà bị cấm hoàn toàn việc bay drone flycam ha. Thì mình sẽ cùng anh em phân tích một vài cái quan điểm cá nhân của mình về cái vấn đề bắn phá sóng, cũng như là coi như là cái cách hay là cái biện pháp mà để chúng ta tránh những cái trường hợp mà tương tự như vậy ha. Và thông qua video này thì mình cũng muốn nói với anh em rằng là khi mà chúng ta cất cánh bay lên bầu trời á, là chúng ta đã vi phạm pháp luật nha. Vì pháp luật Việt Nam là cấm hoàn toàn việc bay drone và flycam trên toàn lãnh thổ Việt Nam nha. Anh em mà cất cánh lên thôi là anh em đã vi phạm pháp luật rồi. Và muốn không vi phạm pháp luật thì anh em cần phải đăng ký giấy phép bay với cục tác chiến ha, bộ quốc phòng ha anh em đó. Còn nếu không anh em không đăng ký thì coi như anh em đang vi phạm pháp luật ha. Rồi, ok anh em. Rồi thì ok anh em, thì ở trong cái video này á là một cái lần bay của mình bị bắn phá sóng nha anh em. Mình bay vào một cái dịp lễ hội cuối năm ha. Thì đây là những kinh nghiệm cá nhân, những quan điểm cá nhân, mình không cổ suý ai làm theo mình hay thực hiện theo mình ha. Vì đây là một vấn đề nó liên quan đến pháp luật nha anh em, nhưng mà mình muốn chia sẻ cho anh em một chút về cái kỹ thuật cũng như những cái vấn đề liên quan đến việc bắn phá sóng nha. Thì anh em có thể thấy là đầu tiên á, khi mình bay nè, thiết bị bay của mình đang là DJI Mavic Mini 3 Pro nha. Điểm GPS đang là 32 và sóng sánh mọi thứ đang ổn định nha anh em. Mình bắt đầu cất cánh và bay, nâng độ cao của máy bay lên 65m. Anh em có thể nhìn thấy cái joystick bên trái ha, có cái biểu tượng cái joystick bên trái phải. Đây là những cái mà mình thể hiện mình điều khiển máy bay ha. Rồi anh em coi là khi mình bay lên tới độ cao 65m thì mình bắt đầu mình điều khiển di chuyển con máy bay mình qua bên phía bên phải, ở cái khúc mà gần cái chỗ để chữ là vòng gỗ phong thủy Cần Thơ anh em, để mình quay đầu lại, mình hướng về phía sông để mình thực hiện ghi hình ha. Thì lúc này mình chưa có ghi hình gì hết, mình đang chuẩn bị công tác chuẩn bị, mình đang chuẩn bị về độ cao, về khoảng cách này nọ để mình quay thôi. Rồi ok anh em, thì lúc này mọi thứ vẫn đang bình thường, sóng sánh độ bình thường, không có vấn đề gì hết, mình vẫn đang điều khiển lái máy bay một cách bình thường như bao nhiêu lần mình bay thôi. Và anh em có thể thấy nè, lúc này máy bay mình di chuyển bình thường về phía bên phải, sau đó mình tiến hành quay đầu máy nè. Lúc này anh em để ý là cái con máy của mình nó quay một cách bất thường và biểu tượng no GPS, cái cảnh báo no GPS fly with caution, GPS signal quick switch to active mode. Và anh em nhìn cái biểu tượng sóng GPS ở góc phải bên trên màu đỏ nè, GPS nó còn có không luôn anh em, GPS về không luôn. Nhưng mà cái cột sóng mà RC đó, cái cột sóng điều khiển của tay điều khiển nó vẫn còn nha, nhưng mà GPS nó biến mất hoàn toàn anh em. Lúc này thì mình chợt nhận ra rằng là mình đã không thể kiểm soát được con máy bay của mình, nó di chuyển một cách bất thường mà nó xoay vòng vòng hết anh em. Ok anh em, thì sau khi mình phát hiện ra mình đã bị bắn phá sóng rồi thì mình bắt đầu mình tìm cách mình lái con máy bay của mình ha. Và ngay chỗ này anh em thấy không, cảnh báo Active Mode Fly with Caution hiện lên, tức là máy bay đã không còn GPS nữa. Và một sai lầm của mình xuất hiện ở đây, anh em có thể thấy cái joystick của mình kéo nó hạ cánh và xoay qua bên phía bên trái anh em. Đây là một sai lầm chết người ha, sai lầm chết người luôn. Vì theo phản xạ và thói quen thông thường á, thì chúng ta khi phát hiện ra cái máy bay chúng ta không điều khiển được á, thì anh em sẽ kéo cần hạ độ cao đúng không, để gì, để nhanh chóng đáp xuống đất đúng không. Nhưng mà đây là một cái sai lầm chết người nha anh em. Sau khi mình phát hiện ra sai lầm chết người của mình đã hạ từ độ cao 65m xuống 56m, và sau đó mình đã nhanh chóng mình đẩy ngược cái cần. Anh em có thể thấy cái joystick bên trái mình đẩy ngược lên hay không, đẩy và mình giữ cứng nó luôn nhanh nè, mình giữ cứng nó luôn để làm gì, khi mà chúng ta bị bắn phá sóng GNSS, người bắn phá sóng đứng dưới mặt đất và chĩa súng lên cái thiết bị bay của anh em, thì lúc này anh em cần phải nâng độ cao lên. Khi anh em nâng độ cao lên á, thì cái khoảng cách giữa cái người bắn phá sóng
và cái thiết bị bay của anh em nó sẽ nới rộng ra, và lúc này con máy bay của anh em nó sẽ bắt lại được cái hệ thống GPS nha. Mặc dù nó sẽ vẫn còn bị nhiễu do là cái người đứng người ta quơ đại á, người ta quơ đại thì có khi trúng khi không đó, anh em có thể thấy không, lại mất sóng rồi lại có sóng GPS, rồi lại mất sóng GPS liên tục luôn nha anh em. Lúc này là mình đã bị bắn trực diện nha, mình đã bị bắn GNN trực diện vào trong máy bay nha. Mình đang cố kéo cái con máy bay của mình cho nó đi theo cái ý của mình ha, nhưng mà thật sự là rất khó anh em có thể thấy là cái máy bay của mình nó đã bị trôi một khoảng từ bên phải và bên trái, trôi một cái khoảng rất là xa ha. Đó, và lúc này nó cứ quay và gần như rất là khó điều khiển vì không có GPS, cho nên là máy bay nó không còn xác định được phương hướng nữa nha. Lúc này mình đã bay cao lên tới 220 mấy mét, và đồng thời đây anh em thấy có một cái đoạn nó vừa nhảy không, tức là sao, mình vừa bay mà mình vừa đẩy cái cần để mình cho cái máy bay nó di chuyển, vừa bay lên cao nha, mình vừa nâng độ cao, mình vừa đẩy máy bay mình nó đi ra xa, và ở khoảng cách 225 mét xa và 226 mét chiều cao thì mình đã thoát khỏi được cái vùng ảnh hưởng của súng phá sóng nha. Ở đây khi mà người bắn phá sóng á, họ bắn GNSS thôi, họ chưa có bắn cái mà RC á, thì anh em còn điều khiển được nha. Nhưng mà không phải lúc nào cũng may mắn như vậy đâu. Khi mà họ bắn phá sóng cả GNSS và RC thì coi như anh em bán chuối khô nha anh em. Đó, anh em sẽ không thể nào chạy thoát được đâu. Và trong lúc này thêm một cái kinh nghiệm mình muốn chia sẻ anh em, nữa là mình đã ôm cái tay khiển, mình chạy theo cái con máy bay của mình lúc mình điều khiển thấy anh em. Mình có thủ sẵn xe máy ha. Mình phóng lên xe máy, mình ôm cái tay khiển, mình chạy theo hướng của máy bay. Mình chạy trên cái đường mà để chữ khu vực 3 này anh em. Tức là mình di chuyển từ cái chỗ điểm home, điểm H nè. Rồi khi mình phát hiện là bị bắn phá sóng thì mình đã ôm tay khiển, mình lên xe và mình đi theo cái con đường khu vực 3 này. Mình chạy ra xa, vừa chạy mình vừa đẩy cần bay cao và mình đẩy luôn cái cần bay xa ha, để mình giữ được cái sóng RC không bị mất thì mình mới điều khiển được cái con máy bay của mình ha anh em. Đây, mình sẽ tua lại chỗ này một cái đoạn mà nó báo là RC signal quick luôn. Đâu rồi ta? Nó sẽ báo RC signal quick luôn, tại vì lúc đó là hình như khi mà cái người bắn phá sóng người ta cảm thấy là người ta không có bắn được để hạ được con máy bay của mình đó, thì họ đã bắn thêm một cái sóng RC nữa anh em. Họ bắn thêm RC nữa để chi, để coi như là cho mình mất luôn quyền kiểm soát ha. Nhưng mà đó, RC signal interference nó hiện đó, RC signal interference ha, thì họ đã bắn thêm RC nữa, nhưng mà mình đã chuẩn bị sẵn cái tình huống đó, thì mình đã ôm cái RC của mình, tức là ôm cái tay khiển của mình đó, mình nhảy lên xe mà mình chạy theo con máy bay của mình luôn nha anh em. Mình vừa lái mình vừa chạy theo, cho nên là cái sóng RC của mình nó mạnh hơn, cho nên là nó vẫn giữ được cái quyền điều khiển máy bay ha anh em. Và đó là cái cách mà mình đã thoát được khỏi cái vùng ảnh hưởng của súng bắn phá sóng ha. Thì anh em cố gắng nâng cái máy bay anh em lên cao mức có thể, hết mức có thể ha, và tăng tốc chạy thật xa ra khỏi cái vùng ảnh hưởng ha. Đồng thời thì nếu anh em có điều kiện, anh em hãy chạy theo luôn cái máy bay anh em đang bay càng nhanh càng tốt ha, để giữ được cái sóng điều khiển và không bị mất cái quyền điều khiển máy bay ha anh em. Đó, anh em mà càng cố hạ thấp độ cao là anh em càng chết nha. Anh em phải nâng độ cao càng nhanh càng tốt, chuyển sang sport và chạy thật xa ra. Đó là cái cách để anh em thoát khỏi được cái vùng ảnh hưởng của súng phá sóng nha. Và chốt lại cuối cùng mình muốn nói với anh em là những nơi mà người ta cấm bay thì đừng bay nha, vì anh em đang vi phạm pháp luật nha. Rồi, ok anh em.